Bộ phim này là về một nhóm bạn cố gắng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của một người bạn cũ để giúp cô được siêu thoát. Anohana, câu chuyện xoay quanh một nhóm bạn nhỏ chơi rất thân với nhau, bao gồm Loli Menma, thủ lĩnh của cả nhóm Jintan, cô bé mắt kính Anaru, tiểu thư tóc ngắn Tsuruko, công tử đẹp mã Yukiatsu và đầu trọc Popo. Họ đã cùng nhau thành lập nên biệt đội siêu hòa bình. Họ làm cái gì ư? Họ chạy nhà máy thủy điện. Tôi cũng chả rõ nữa. Nói chung đây là một nhóm bạn rất là thân. Nhưng rồi một biến cố ập đến. Một ngày hè nọ, khi cả nhóm tụ tập tại khu căn cứ, Anaru đã hỏi Jintan rằng có phải cậu thích Menma hay không. Vì quá ngại ngùng và chưa đọc đắc nhân tâm nên Jintan bảo ai mà lại đi thích cái con bé xấu xí này cơ chứ. Menma nghe thế chỉ đành nở một nụ cười hơi gượng. Jintan cũng sượng không kém và vội bỏ chạy mất. Khi về đến nhà, Jintan đã tự hứa ngày mai sẽ đến xin lỗi cô bạn. Nhưng cậu chẳng còn cơ hội mà xin với trả lỗi đâu, vì Menma đã gặp tai nạn và ra đi mãi mãi. Kể từ ngày hôm đó, biệt đội siêu hòa bình cũng giải tán. Khoảng cách giữa mỗi người ngày càng lớn và bị lấp đầy bởi đủ thứ cảm xúc. Nhiều năm sau, Jintan giờ suốt ngày trốn học, cả ngày chơi game trong nhà. Nhưng bỗng nhiên, Menma xuất hiện ngay trước mắt Jintan, nói cười sinh hoạt không khác gì lúc cô còn sống. Jintan liền nghĩ ôi vờ lờ hè nóng quá sinh ảo giác hay gì, hoặc có thể là cậu bị sang chấn tâm lý gì đó. Nhưng kể cả thế đi nữa, ảo giác này chân thực đủ để khiến cậu tò mò. Menma nói rằng cô bé đột ngột xuất hiện là vì cô muốn được hoàn thành một ước nguyện. Một ước nguyện gì đó mà cô bé đã quên. Có thể là sự tái hợp của biệt đội siêu hòa bình chăng? Nhưng tầm này thì việc đấy khó thật sự. Họ đã sớm không còn giữ liên lạc, chứ đừng nói đến việc làm bạn thân. Điểm chung duy nhất của họ là sự khắc khoải khi nhắc đến tên Menma. Cơ mà khắc khoải nhất thì dĩ nhiên phải là gia đình của Menma, đặc biệt là mẹ cô bé. Mỗi khi đến bữa ăn cà ri là bà lại để lại một bát dành riêng cho cô gái nhỏ của mình. Jintan chỉ muốn coi Menma trước mặt cậu giờ đây là một bóng ma tưởng tượng đến từ ám ảnh quá khứ, và chỉ mong cô biến mất thật nhanh để những ký ức đau khổ ngày ấy được ngủ yên. Nhưng cũng như ngày xưa, về đến nhà, Jintan lại hối hận. Cậu nhớ lại những gì đã xảy ra về lời xin lỗi chưa kịp nói. Vậy nên cậu vội chạy đi tìm Menma, dù cho cô chỉ là ảo giác đi chăng nữa. Nghĩ rằng Menma sẽ đến căn cứ cũ của biệt đội siêu hòa bình nên Jintan đã lao đến đó. Nhưng khi vào trong thì thay vì thấy cô bạn, cậu tìm thấy một mớ văn hóa phẩm đồi trụy của Popo, người đã bỏ học và đi làm thuê kiếm tiền du lịch thế giới. Popo vẫn vui vẻ bỗ bã như ngày xưa, vẫn quý mến cậu như lúc còn nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, những ký ức đã quên lại ùa về và thời gian vốn đã ngừng nay đã bắt đầu chuyển động trở lại. Jintan bèn kể với Popo về việc cậu thấy ảo ảnh với Menma và điều ước cuối của cô. Thay vì hỏi thằng bạn mua đồ ở đâu ngon thế, Popo tin ngay tắc lự và ngỏ ý muốn giúp một tay. Cậu tin rằng điều ước của Menma là được đến với cửa hàng đồ chơi công nghệ Seven và mua con tai nghe One Audio F2, tai nghe True Wireless đến từ hãng tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon, nhét vào tai mà thẩm từng giai điệu nhạc, đảm bảo Jintan mê luôn. Bởi tai nghe One Audio F2 sở hữu chất âm không chỉ hay chuẩn DJ mà còn có nhịp bay sống động với màng loa 10mm. Thiết kế thì cứ phải gọi là đẹp không có nhưng, với điểm nhấn là họa tiết đĩa than. Nhờ có con tai nghe One Audio F2 mà từng hành trình của Popo không phải lo thiếu âm nhạc. Chỉ cần sạc một lần là cậu đủ nghe full tuần. Hàng chính hãng bảo hành 12 tháng, giá chỉ 599k, hợp ví cho mọi nhà. Nhưng sẽ còn hợp ví hơn nếu các viewer của The Reviewer lấy mã giảm giá ở đường link phía bên dưới. Nghe thì cũng thuyết phục phết đấy nhưng mà chưa đúng. Thế nên là cả hai bèn đoán, rất có thể ước muốn của Menma có liên quan đến game Nokemon, trò mà cả nhóm từng chơi chung. Thế là Jintan đến cửa hàng game, nơi mà Anaru làm thêm, để mua lại trò chơi đó và cày nó cho đến khi mệt lả. Trong đêm hôm ấy, Menma cũng đã trở về với Jintan. Ngay ngày hôm sau, Popo đã đến rủ Jintan kiếm thêm người chơi. Bên cạnh đó, cậu ta cũng tìm được cách trao đổi thú Noke trong game với nhau thông qua giấy cáp. Sau khi gặp Yukiatsu trên đường đi, và người đầu tiên họ tìm đến là Anaru. Trong quá khứ, Anaru từng rất yêu quý Menma vì cô bé rất tốt bụng và đáng ngưỡng mộ. Nhưng đồng thời Anaru cũng ghét Menma vì Menma là người mà Jintan thích. Lúc hai khứa bạn đến rủ chơi lại Nokemon, Anaru đã từ chối vì nghe dở hơi vãi đái. Nhưng khi nghe kể về chuyện của Menma thì cô bé lại xem xét lại. Cũng may là máy chơi game ngày ấy cô vẫn còn giữ. Anaru đồng ý chơi, nhưng mà cô đòi Jintan phải đi học trở lại. Chứng kiến những người bạn của mình quây quần, Menma đã rất hạnh phúc. Và không chỉ có cô bé, ngay cả Jintan cũng thấy vui. Thứ cảm xúc mà lâu lắm rồi cậu mới có lại được. Sáng hôm sau, Menma chồm lên người Jintan, gào rú đòi cậu lên đồ đi học, vì đó là điều cậu nợ Anaru trong buổi chơi game hôm trước. Và cũng biết đâu đó lại là mong muốn của Menma thì sao? Thấy cũng có lý, nên Jintan đành ậm ừ mà chấp hành. Nhưng trên đường đến trường, Jintan lại va đúng vào mấy đứa bạn hỗn làm của Anaru. Cộng thêm thói chống đối xã hội khiến cậu chả muốn đi học nữa. Nhưng bây giờ về thì khó nhìn mặt Menma, nên cậu quyết định lên căn cứ cho lành. Vừa lên đến nơi thì cậu thấy Popo đang làm gì đó hơi dị. Hóa ra cu cậu đang làm lễ gọi hồn.
Bởi đêm hôm qua chính cậu đã tận mắt thấy Menma với bộ trang phục chuẩn thời cô ấy còn sống. Jintan mới lấy làm lạ, sao Popo lại thấy được ảo giác của cậu nhỉ? Cậu bèn hỏi Menma, thì cô mới bảo có khi đó lại là một bóng ma khác của cô thì sao? Ừ thì cũng đúng, đâu ai quy định là ma chỉ có một đâu đúng không? Đặc biệt khi đây có thể chỉ là bóng ma trong tâm trí. Để tìm ra bí ẩn đằng sau sự xuất hiện của Menma, Popo đã đi huy động những người bạn cũ để tổ chức bữa tiệc tiện kiếm Menma luôn. Buổi party diễn ra rất vui vẻ cho đến khi Yukiatsu xuất hiện. Cậu ta, người luôn tỏ vẻ khinh miệt Jintan và cho rằng Jintan đang bịa ra chuyện về Menma, lại bảo rằng cậu ta vừa mới thấy Menma gần con suối. Cả lũ vội chạy đi xem thử. Họ chả thấy Menma mà Yukiatsu bảo, nhưng Anaru thì lại thấy được tình cảm mà Jintan vốn luôn dành cho Menma, và cho rằng chính tình cảm đó đã giúp Jintan gặp lại được Menma, hoặc ít ra là gặp ảo giác với Menma. Sau khi cả bọn trở về, Yukiatsu bảo rằng Menma nói với cậu rằng cô muốn mọi người đừng có làm lớn chuyện thêm nữa và trưởng con mẹ nó thành lên đi. Thế là cả đám xuống tinh thần và muốn từ bỏ, nhưng Jintan biết Menma vẫn tồn tại và không chấp nhận việc Yukiatsu bóp méo hình ảnh cô. Cậu cho mọi người xem những chiếc bánh mà Menma nướng cho cậu. Dĩ nhiên là chả ai tin việc ma biết làm bánh rồi, nhảm nhí vãi, Yukiatsu bảo vậy. Cậu cho rằng Jintan đang gặp vấn đề về thần kinh. Sau khi trở về nhà, Jintan lại bắt đầu suy nghĩ về những điều xảy ra đến giờ liên quan đến Menma, những lời mà Anaru đã nói, nhưng càng nghĩ lại càng rối. Câu trả lời dường như là quá khó để có thể tìm ra. Không chỉ cậu, Tsuruko cũng đang thấy khó nghĩ. Hôm sau cô đã đến nhà của Jintan để nhờ cậu đối chất với Yukiatsu về Menma mà cậu ta đã gặp mặt. Ngay chiều hôm đó, Jintan đã đến gặp Yukiatsu để nói rõ ràng mọi chuyện. Ban đầu thì Yukiatsu tỏ vẻ méo quan tâm. Thế là Jintan bắt đầu chơi trò Menma của tao mới là Menma xịn. Vậy là Yukiatsu nổi đoá, quay lại quạc Jintan một trận rồi bỏ về. Đêm hôm đó, khi Jintan đang cùng các bạn quây quần trong căn cứ thì Popo rú lên bảo đã thấy Menma rồi. Thế là cả bọn dốc sức đi tìm. Tsuruko đã biết được danh tính của Menma kia, đó chính là Yukiatsu, người vẫn luôn khao khát gặp lại Menma và bị dằn vặt vì cho rằng cái chết của cô là do lỗi của cậu. Đã nhiều lần sau giờ học, Yukiatsu rủ Tsuruko đi mua đồ cho nữ, miệng thì nói là mua đồ cho bạn gái, nhưng những món cậu mua thì toàn là theo phong cách ăn mặc của Menma. Trước khi Menma mất, khi Menma đuổi theo Jintan, Yukiatsu đã cố giữ cô ấy lại và nói hết những lời gan ruột của mình ra, đồng thời tặng cô chiếc gài tóc. Nhưng Menma lúc đó cũng chưa đắc nhân tâm và còn đang mải đuổi theo Jintan. Yukiatsu nuốt nước mắt vứt chiếc kẹp tóc đi, không hay biết rằng nó đã được giữ lại bởi Tsuruko. Sau những sự việc tối hôm đó, Menma cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Cô mong Jintan giúp cô hoàn thành tâm nguyện, nhưng thay vì sự nỗ lực hết mình như trước, Jintan lại có gì đó ngập ngừng và chần chừ. Ngày hôm sau, Anaru đi theo hai đứa bạn đi hát karaoke với mấy anh trai văn phòng. Tiệc đang vui thì một anh chàng nổi hứng với Anaru rồi đòi đưa cô đi đánh lẻ, tấm chiếu mới chưa trải sự đời. Anaru cứ tưởng là anh ta đưa mình ra bến tàu, ai ngờ điểm đến lại là nhà nghỉ tình yêu. Cô càng kháng cự, gã đó càng lôi theo. Tình hình đang căng thẳng thì Yukiatsu đã đến kịp thời và giải vây, khiến cho tên xúc vật kia ngán ngại bỏ chạy. Trên chuyến tàu về nhà, Yukiatsu đã ngỏ ý muốn hẹn hò với Anaru, nhưng cô bạn phản đối vì ai chả biết cậu ta siêu nặng tình với Menma. Nhưng quan trọng hơn là cô vẫn còn cái tình cảm khó nói dành cho Jintan. Cùng lúc ấy, Popo đến nhà tìm Jintan để nói cho cậu nghe về giả thuyết của bản thân về việc Menma còn tồn tại như vậy. Cậu nghĩ rằng việc Menma ở đây cũng tốt mà, nhưng cứ lẩn quẩn ở đây thì làm sao đến cõi Niết Bàn được. Và cậu làm đủ trò để có thể nói chuyện với Menma, nhưng những trò đấy lại làm cô tổn thương, vì cô cũng muốn nói chuyện với mọi người và cô cũng chẳng biết phải làm gì thì mới được siêu thoát. Jintan giờ chợt nghĩ, có khi ước muốn của Menma là được thấy cậu quay trở lại trường học. Không thử sao biết. Ngày hôm sau, cậu quay lại lớp học. Tuy nhiên sự xuất hiện bất ngờ của cậu trong lớp lại bị che mờ bởi drama đi khách sạn tình yêu của Anaru. Cả lớp ai cũng xì xầm và đồn thổi lung tung hết cả lên về cô, khiến Jintan nóng mắt. Cậu đứng lên quạc lũ trong lớp giữa giờ học. Anaru vì xấu hổ nên vội lôi cậu ra ngoài, mặc dù xử lý hơi lỗi nhưng được cậu bảo vệ khiến Anaru rất vui. Cơ mà nghĩ đến việc về nhà gặp mẹ thì lại bớt vui hẳn. Thế nên Anaru quyết định trốn nhà lên căn cứ ở để tìm kiếm thêm thông tin về ước mơ của Menma. Popo đã rủ Jintan lẫn Anaru đến nhà cô bạn quá cố xem sao. Họ có được sự chào đón của mẹ của Menma, nhưng Jintan để ý thấy đôi mắt của bà lại ẩn chứa nỗi buồn mỗi khi hướng ánh mắt nhìn về phía họ. Mẹ Menma còn cho cả lũ mượn quyển nhật ký ngày xưa của cô bé. Đây có thể là đầu mối quan trọng để họ tìm ra ước muốn của người bạn quá cố. Nhưng khi biết các bạn đã sang nhà mình thì Menma rất tức giận vì cô muốn mẹ quên mình đi, vượt qua nỗi đau và tiếp tục sống. Jintan liền không đồng ý, bảo Menma đang nghĩ cho người khác nhiều quá mà quên mất đi bản thân. Rồi cậu chạy biến khỏi nhà và mò lên căn cứ. Trong đêm hôm đó, Jintan,
Popo và Anaru nghiên cứu quyển nhật ký. Cuối cùng họ cũng đã tìm ra một đầu mối quan trọng. Menma từng đề xuất cả bọn làm một quả pháo hoa to nhằm cầu sức khỏe cho mẹ Jintan. Họ đoán đây hẳn là ước nguyện của Menma. Nhưng rồi họ bị chính phủ xối cho một gáo nước lạnh. Luật hiện hành cấm tự chế pháo hoa, đặc biệt là với lũ trẻ vị thành niên. Nhưng may quá, bố Jintan sau khi biết chuyện đã giới thiệu cậu với một người đồng nghiệp chuyên làm pháo hoa trong các dịp lễ hội. Nhưng vấn đề đầu tiên là tiền đâu? Làm pháo hoa tốn tận 200.000 yên, một số tiền lớn đối với lũ học sinh. Để giải quyết mối lo ấy, Jintan quyết định sẽ đi làm thêm. Không chỉ xin làm cùng cửa hàng game với Anaru, cậu còn theo Popo đến công trường xây dựng cày ngay cày đêm. Một bà hàng xóm biết chuyện và đến hỏi thăm bố Jintan, và Menma cũng nghe được. Thế là cô bé bèn đi tìm Jintan để chất vấn. Nhưng sau khi thấy cậu đang cố gắng hết sức để giúp mình, Menma đã vô cùng xúc động và quyết định không ngăn cản cậu nữa. Nhưng một vấn đề khác lại nảy sinh. Chú làm pháo hoa bỗng quay xe từ chối. Lý do là vì gia đình Menma đã gây khó dễ. Mẹ của cô vẫn luôn đau đáu nỗi đau mất con. Bà phẫn uất và đau lòng vì con mình đã không thể lớn lên như chúng bạn. Sau khi nhìn nhận lại vấn đề, Yukiatsu cho rằng Jintan đang ích kỷ với nỗi đau của bản thân mà khoét sâu vào nỗi đau của mọi người. Nhận thấy lời của Yukiatsu vài phần có lý, Jintan quyết định sẽ tự thân vận động để hoàn thành ước nguyện cho Menma. Vì dù sao thì biệt đội siêu hòa bình đã sớm tan rã rồi. Kể từ đó, Jintan thăm ngàn nhiều hơn từ công trường và cửa hàng game cho đến khi cậu kiệt sức mà ngất xỉu trong lúc làm việc. Chứng kiến cậu bạn lao lực, Anaru đâm ra sót, bèn khuyên Jintan nên dừng lại. Nhưng cậu nhất quyết không nghe. Anaru thổ lộ lòng mình với Jintan rằng cô rất thích cậu, từ xưa đến nay vẫn thế. Nhưng cô cũng hiểu người cậu yêu chỉ có mình Menma mà thôi. Anaru cho rằng Jintan đang hâm thật rồi. Nếu đúng Menma đã trở lại thì hành động của cậu lúc này đâu có khác gì tự đẩy người mình yêu ra đi thêm một lần nữa. Không phải là cậu không hiểu điều đó, nhưng nếu đó là tất cả những gì Menma muốn thì cậu vẫn sẵn sàng. Ngày hôm sau là ngày giỗ của mẹ Jintan, nên cậu và bố đã đến phần mộ của bà để lau dọn. Trong khi ấy, Menma khi đi dạo đã vô tình tìm được chỗ làm của Popo và hay tin cả nhóm mới cãi nhau, cũng như việc Jintan đang lao lực vì cô. Ngày hôm đó, nhà Tsuruko và Yukiazu nhận được những cuộc gọi từ máy bàn nhà Jintan, nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng rè rè, cho rằng Jintan đang bày trò. Yukiazu đã đến chất vấn cậu, cho rằng cậu đang dùng Menma làm bình phong để đùa cợt với cảm xúc của mọi người. Trong khi họ còn đang tranh cãi thì cuốn nhật ký của Menma chợt rơi xuống. Khi nhặt nó lên, mọi người mới thấy sự xuất hiện của những dòng chữ mới với nét chữ của Menma, nhắc nhở họ rằng họ chính là những người bạn. Giờ họ còn được tận mắt chứng kiến những đồ vật bay lơ lửng, những chiếc bánh được nướng và chia cho mỗi người, cộng thêm lời tường thuật lại từ Jintan. Thế là cả lũ giờ mới tin lời cậu và đã có thêm động lực để hiện thực hóa kế hoạch pháo hoa. Người quyết tâm hơn cả là Yukiazu. Cậu đến gặp bố của Menma, dập đầu cầu xin ông giúp đỡ cho cả bọn. Và sự thành tâm ấy đã được báo đáp. Chú làm pháo hoa đã có thể bắt tay vào làm việc suốt thời gian làm pháo. Chứng kiến Jintan một câu Menma, hai câu Menma khiến Anaru nhận ra bản thân cô dù có cố cũng không thể thế chỗ được Menma trong lòng Jintan, nên cô lủi thủi khóc một mình. Và Yukiatsu là người có thể đồng cảm 80%. Cậu rất muốn được gặp Menma thêm một lần nữa, nhưng cuối cùng cũng chỉ có mỗi Jintan là thấy được cô. Cậu lại nói về việc hay là hai đứa mình hẹn hò, mà không hề biết rằng có người vẫn luôn theo dõi họ từ xa. Tối hôm đó khi đi làm về, Jintan phát hiện ra Menma có ở nhà. Gọi cho Popo thì cứ tỏ te tí. Vẫn biết trước đó Menma đã ở lại căn cứ chơi, nhưng Jintan vẫn lo lắng nên vội đi tìm. Và khi thấy cô bạn ở bên cạnh bờ sông nơi cô từng gặp nạn, nỗi sợ lúc ấy chợt tràn về. Và rồi cậu đã hiểu ra rằng cậu khao khát muốn giữ Menma lại biết nhường nào. Khi ngày bắn pháo hoa đã cận kề, Popo hẹn mọi người tổ chức một bữa tiệc chia tay. Giữa bữa tiệc, chợt Yukiatsu đề xuất một trò chơi giải trí diễn lại cái ngày định mệnh trong quá khứ để làm rõ tình cảm của Jintan dành cho Menma. Mặc cho Jintan cật lực phản đối, nhưng trước sức ép của mọi người, lần này Jintan đã phải thừa nhận tình cảm của mình. Menma không còn cười gượng như năm xưa nữa, mà thay vào đó là những giọt nước mắt. Trên đường về nhà, Anaru tiếp tục kể khổ với Tsuruko về nỗi đau của một người không được tình yêu hồi đáp, thứ mà Tsuruko không hiểu được. Nhưng không, cô ấy hiểu cả chứ. Hoàn cảnh của Anaru nếu Menma siêu thoát vẫn còn cơ hội với Jintan. Còn với Tsuruko thì dẫu Menma có như thế nào thì cô vẫn mãi không được Yukiatsu để ý đến. Trong khi ấy, ở vị trí của Menma và Jintan, cậu bạn bây giờ mới hỏi Crash xem cô có muốn ở lại bên mình mãi mãi không. Và câu trả lời của Menma là cô muốn được siêu thoát, vì nếu như thế cô sẽ được đầu thai. Khi ấy Menma mới có thể đường đường chính chính gặp mặt và ở bên tất cả mọi người được. Ngày phóng pháo hoa đã đến, bên cạnh nhóm biệt đội siêu hòa bình còn có cả em trai của Menma cũng đến góp sức. Sau sự ra đi của chị, cậu bé cũng gánh trên vai một áp lực không hề nhỏ khi mẹ dường như chỉ sống mãi trong nỗi đau mất con gái.
mà quên đi mất sự tồn tại của cậu. Nhờ có lời mời của Jintan mà cậu đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Đây có thể là dịp để cậu và cả gia đình gửi lời tạm biệt đến người thân xa cách bấy lâu nay. Trong suốt quá trình chuẩn bị, Jintan liên tục có những suy nghĩ về việc từ bỏ để giữ Menma lại, nhưng cậu cứ chần chừ không dám hành động. Chỉ đến khi người làm pháo đánh lửa, cậu mới giật mình ngăn cản, nhưng tất cả đã quá trễ. Quả pháo bắn lên và nổ rực rỡ trên bầu trời, ngỡ như sau khoảnh khắc đó, Menma sẽ được siêu thoát. Nỗi đau của những người yêu mến cô cũng sẽ sớm qua đi. Nhưng không, Menma vẫn ở đó. Giờ đây biệt đội siêu hòa bình lại phải mò lại từ đầu, nên tất cả đã hội họp lại trừ Menma. Phải chăng lý do khiến cho Menma không được siêu thoát là vì những người bạn đã chưa từng nghĩ cho cô gái ấy? Anaru thừa nhận rằng bản thân đã ích kỷ. Cô chỉ không muốn nhìn Jintan cứ mãi nghĩ về Menma mà thôi. Với Yukiatsu thì đó là tình yêu với Menma, từ đó tạo nên sự ghen tức đối với Jintan khi cậu mới là người được Menma chọn. Tsuruko thì cho rằng cô đã chấp nhận bản thân không có cửa để so với Menma. Nhưng người mà cô đố kỵ là Anaru, vì từ nhỏ cho đến lúc này, người đồng cảm với Yukiatsu chỉ có Anaru. Dù cho Menma có siêu thoát, thì chính Anaru sẽ là người thay thế chứ không bao giờ đến lượt cô. Tsuruko cũng tiết lộ vào cái ngày hôm ấy, Yukiatsu hợp tác với Anaru để ép Jintan xác nhận tình cảm. Menma có biết, nhưng sau cùng cô bé ấy đã làm ngơ. Vì Menma không chỉ thích Jintan mà còn là tất cả mọi người. Vậy còn Popo, cậu ấy vốn đứng ngoài vòng xoáy tình cảm này mà. Nhưng sau cùng, cậu lại là người mang trên vai sự ám ảnh ghê gớm nhất. Cậu là người đã chứng kiến Menma bị nước cuốn đi, nhưng vì quá sợ nên đã không chạy đi báo ngay cho người lớn và trốn lên trên căn cứ. Việc đi du lịch khắp nơi cũng chỉ là cách mà cậu cố quên đi. Từng người muốn Menma siêu thoát đều chỉ vì mong muốn ích kỷ của mình. Chính Jintan cũng vậy. Cậu cũng đang ích kỷ và chỉ biết giữ Menma cho riêng mình. Jintan đã kể lại cho mọi người về ước mơ của Menma. Ước mơ biệt đội siêu hòa bình được đoàn tụ. Và giờ đây khi đầu óc ai nấy đều đã thông, họ quyết định sẽ thực hiện ước mơ ấy cho cô bạn và bảo Jintan mau đưa Menma đến. Nhưng khi về đến nhà, Jintan đã phát hiện ra Menma đang có dấu hiệu tan biến. Ước mơ của cô đang dần trở thành hiện thực. Đó chính là lời hẹn của Menma với mẹ của Jintan. Bà muốn khi bà ra đi, con trai bà sẽ không cần phải gắng gượng mạnh mẽ nữa. Và cô hứa với bà rằng sẽ khiến Jintan òa khóc một cách thật cảm xúc nhất. Nên là vào cái ngày định mệnh ấy, cô đã muốn cùng với mọi người giúp Jintan có được những cảm xúc thật sự. Nhiệm vụ của Menma đã hoàn thành, nhưng với Jintan thì chưa. Cậu vội đưa cô đến gặp bạn bè lần cuối. Nhưng khi đến nơi thì Jintan lại không còn nhìn thấy Menma được nữa. Cậu ra sức gọi tìm cô, nhưng tất cả chỉ có một lời hồi đáp: Menma và mọi người chỉ đang chơi trốn tìm mà thôi. Và rồi Jintan cùng các bạn lao đi tìm Menma. Họ gào thét không ngừng. Trong lúc ấy tại căn cứ, Menma đang dùng hết sức tàn để viết lại những lời nhắn cho từng người bạn của cô đọc, đặc biệt là tình yêu chân thành dành cho Jintan. Tất cả đã không ngừng gào khóc hỏi xem họ đã được đi tìm Menma hay chưa. Khi cô trả lời là rồi thì phép lạ đã xảy ra. Cả nhóm đã nhìn thấy nhau. Biệt đội siêu hòa bình đã đoàn tụ. Họ dành cho nhau những lời yêu thương thay cho những lời chào tạm biệt. Và họ hẹn khi Menma đầu thai chuyển kiếp, cả bọn sẽ lại tìm thấy nhau như một trò chơi trốn tìm nữa. Và tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.